Vâng, em xin chào quý vị nhé. Thì hôm nay bên em lại về tiếp được ba bộ dàn rất là hot và rất là hiếm của Onkyo này, của Denon này nhé. Đấy, đó là một bộ X9A này, một bộ V7 phiên bản đặc biệt và một bộ Denon phiên bản limited nhé. Đấy, này, đây, gồm có một con này, đây con X9A này, X9A. Đấy, một con V7 phiên bản này em đọc được ở đâu đó cũng khá lâu rồi, là cái phiên bản đây là một phiên bản mà nó kỷ niệm 20 năm hay 30 năm gì đó thành lập công ty Onkyo của Nhật Bản đấy, không nhớ chính xác lắm, nhưng nhìn chung em có đọc trong cái thời gian em tìm hiểu con V7 thì em có lên diễn đàn mày mò thì có đọc được một cái bài viết về cái phiên bản này. Phiên bản này em chỉ nó sẽ nói thêm nhé. Này. Và con này là con Denon M35NT. Denon M35NT. À. Đấy, chữ bản thân cái chữ NT nó chính là chữ này biết tật rồi nha quý vị nhé. Đây. Thì đầu tiên là con Denon M35NT này, quý vị xem này, này hàng về rất là đẹp nhé. Hàng về còn rất đẹp. Này, cầm nó đây nhé. Cầm nó đây. Đấy. Rồi nhé. Máy móc cũng còn rất là ok nhé. Đấy. Sử dụng tắp bắp chuối luôn nhé, này sửa nó phiên bản này biết tất nên là sửa bắp bắp chuối đây này. Thời tiết thì đang cũng khá là nóng nhưng mà vẫn phải tắt quạt đi, không nó rất là tiếng ù, nó rất là khó cho quý vị nghe. Đây, đấy phiên bản này biết tất nhé, tất cả mọi thứ là đằng sau quý vị nhìn nó rất là đẹp này, tuyệt vời nha. Công suất của nó là 55W nhé, vâng 55W này. Denon MG35NT nhá. Đấy, NT là chữ viết tắt của Limited. Đấy. Những phiên bản Limited này thường nhận là những phiên bản mà nó sẽ được giới hạn số lượng. Đấy. Phiên bản là nó làm giới hạn số lượng nên là nó ra rất ít. Nó sản xuất khoảng ví dụ như 1.000 máy nó ngừng, không sản xuất nữa. Đấy. Và đương nhiên là những cái phiên bản như thế thì nó sẽ rất hiếm thị trường và nó sẽ được trau chuốt tỉ mỉ hơn những cái phiên bản bình thường. Đấy. Bất cứ một phiên bản nãy biết tuyệt nào cũng như là các phiên bản đặc biệt dùng kỷ niệm 10 năm, 20 năm hay 30 năm gì đó thành lập một cái dịp nào đặc biệt của các công ty thì nó đều làm rất tỉ mỉ, rất trau chuốt. Đấy, các cái linh kiện ở trong nó cũng làm rất tốt. Đấy, cũng như là cái xử lý tín hiệu các thứ của nó là nó khác hẳn luôn đối với cả những cái phiên bản thông thường nhá. Nên là có những con như thế này rất đáng để sưu tầm luôn, rất đáng để sưu tầm. Đấy. Đây, ví dụ như con Đến Đông này, quý vị nhìn này. Đấy, từ cái thì cái nước sơn của nó cũng nhìn nó khác này. Sơn màu bọc đô, đây hình như là màu bọc đô và màu gọi là màu cánh gián bọc đô gì đấy nhá, thì là và được phủ một lớp sơn BU của bên ngoài, sơn bóng BU bên ngoài đấy. Rất là trong chuốt, thùng loa cũng làm rất là tốt này. TV đây. Màng bát là màng carbon nhé, carbon gân cao su đấy. Chép của nó thì nó chép tên lửa đấy. Chép tên lửa đấy. Chép tên lửa đấy. Rất là đặc biệt phiên bản đặc biệt nên nó cái nên nó sẽ có những cái điểm nhấn riêng của nó. Đây cọc ngoa của nó cũng vậy nhé, các phiên bản thông thường của nó thì thường là kẹp ngoa, nhưng riêng những cái phiên bản NT như này là nó sử dụng giáp bắp chuối nhé, nó giáp bắp chuối hoặc là chúng ta kẹp được loa vào đây, vặn cái này ra cắm vào đây hoặc là có giáp bắp chuối cắm thẳng vào đây. Đấy, rất đặc biệt. 50W nhé, sẽ khoảng 6 ohm đấy. Đấy, những phiên bản đặc biệt thì nó được rất là trau chuốt và tỉ mỉ. Đương nhiên đây là nó là hàng bãi này, hàng bãi nên là về nó sẽ không thể nào mà nói rằng là nó không có một tí vết xước nào, đúng không ạ? Đây ví dụ như đây nó có một tí này, mà nó không nhiều lắm, một tí xíu thôi. Quý vị về nếu mà cần có thể muốn cho đẹp thì có thể chấm lại tí sơn nào, hoặc là không dùng lượn được chả sao cả đâu nhé. Đấy. Đấy. Một chút xíu ở đấy mới cả một chút xíu ở bên đây, nó hơi bị một tí thôi, chắc có thể do nó đấy, một tí xíu thôi, không nhiều. Ok nhá. Này con này là con Denon MG35NT này, đấy, mặt mũi con rất đẹp này, quý vị xem này. Đấy, hàng bãi về thì nó kiểu gì thì kiểu nó sẽ hơi có một tí. Đấy, ví dụ ở đây một tí xíu thôi, không nhiều. Đấy. Đây nha MG35NT. Đấy con này phiên bản này bình thường nhá, bình thường những cái con như thế này về là thường là bên em đều bán là 4 triệu 9, 4 triệu 7. Đấy. Nhưng mà với cái bản này thì nó cũng hơi có một tí vết
chảy một nhẹ đấy, thì bên em tôi bán cho quý vị với giá là 4.190.000 đồng nhé. Thì quý vị ai có nhu cầu thì liên hệ sớm nhé. Đấy, 4.190.000 đồng. Số điện thoại bên em là 0966 59581 nhé. Vâng. Tiếp theo đây là phiên bản Onco V7 nhé, phiên bản Onco V7. Đấy, những cái phiên bản thông thường nhé, phiên bản thường của nó sẽ là Onco V7 đi kèm Na V7, đúng không ạ? Để lần trước bên em đã đưa lên một cái bộ rồi quý biết nhé. Thì là với phiên bản này, cái phiên bản đặc biệt này thì em có lang thang ở trên mạng cái ngày mà em mới tìm hiểu về con này để lấy hàng về đấy. Để thông báo với anh Đức lấy hàng về đấy, thì em có tìm hiểu được là đọc được ở đâu nó lang thang trên đâu đó thôi, và thực ra đấy cũng là Google dịch thôi, bởi vì thi thoảng em cũng có hay có cái kiểu là lên một vài các cái diễn đàn gõ cái tên sản phẩm ra chẳng hạn, gõ tên sản phẩm bằng tất cả tiếng Anh, nó sẽ hiện ra một vài các cái bài viết liên quan đến những cái sản phẩm như thế này. Thì em có lang thang đọc được một cái bài viết nó liên quan đến con này. Đấy là phiên bản này, là phiên bản này biết tật, phiên bản dạng số lượng là ra cái loa 062A này đấy, để thay thế cho cái con V7 thông thường đấy. Thì này để kỷ niệm bao nhiêu năm thành lập thì em không nhớ chính xác đấy, vì cái này cũng vừa dịch thôi thì cũng đọc lướt qua để biết thôi đấy. 062A đấy, 062A nhá, thì là nó phiên bản đặc biệt của con V7 nhá. Bình thường ra là ở bên trong phân tần nó sẽ làm tỉ mỉ chi tiết hơn này, rồi là chất liệu thùng gỗ các thứ mọi người nhìn nó sẽ to hơn đấy, to hơn nó cao hơn giống như là cái phiên bản lần trước là phiên bản đề nông M38, M37, quý vị nếu biết rồi thì sẽ biết là có một cái phiên bản M37 mà nó về là loa đề nông N500 hay là bao nhiêu đấy, thì là cũng là một phiên bản đặc biệt của con dòng đề nông nhé. Thì đây cũng là con V7 này cũng vậy, nó cũng là phiên bản đặc biệt, loa phiên bản đặc biệt đấy. Máy vẫn giữ nguyên nhưng mà loa sẽ là ra phiên bản đặc biệt là 062A nhé. Đấy, đường kính loa bát nó sẽ to hơn, đường kính loa bát nó sẽ to hơn. Bình thường ví dụ như con V7 nó là 12 chẳng hạn thì con này sẽ là 13,5 này. 13,5. Đây. Đây một cái thước. Đây cái thước đây. Đây những cái thước đây. Đấy. Đây này, quý vị xem. Đấy. Đây. 14,5 này, quý vị xem này, thấy chưa? Đường kính nó bát sẽ to hơn. Đấy. Và trong đây nó sẽ to hơn một tí, là 13 chẳng hạn. Đấy. Thì là phiên bản V7 thì có thể là được kính sẽ là 12 đấy, nó sẽ bé hơn một tí xíu đấy nhá. Ở trong này thì có các phân tầng các thứ sẽ chi tiết hơn đấy. Loa nó to hơn này, đường kính của nó đây, của nó 17 thì con V7 ở đâu nó khoảng tầm 15 hay sao ấy, 15 hay 15,5 thì em không biết chính xác đấy. Đấy, loa sâu là 22 nhá, loa sâu 22 và loa cao là đi cao là đi 29. Thì cái con này thì là tiếng bát nó sẽ oánh tốt hơn, nó chịu được tốt hơn rất nhiều so với con V7 thông thường nhá. Thì phiên bản này đây hàng đẹp đây nhá, đẹp này. Cứ mãi nói về cái phiên bản mà quên mất không chào bộ xe này, là trước là sau đấy nhá, tuyệt vời luôn này. Vỏ trước còn rất là đẹp nhá, vỏ rất đẹp này. Kể cả là loa luôn nhé, loa cũng còn rất là ok nhé. Cái thùng bách đây, chị nhìn xem rất là đẹp, rất đẹp luôn nhé. Đấy, loa công suất của nó là 70W chỉ khoảng 4 ohm nhé. Những con 4 ohm này thì mới biết rồi, tiếng của anh rất là chắc, tiếng ra rất là chắc và tiếng nó rất là đầm, nghe rất là hay luôn. Nhìn rất là chất luôn, chất quá chất luôn nhé. Phiên bản đặc biệt V7 nhé. Thì con này nhá, con em sẽ đo kích thước một chút. Kích thước của con V7 đây, kích thước V7 nó là 58 cm, là chiều ngang của nó của bộ dàn nhé. Chiều cao thì tính được chiều cao loa là đi 29 cm. Đấy, chiều sâu tính theo cục đi nha. Này, chiều sâu tính theo cục của nó là đi 35 nhé, 35 cm. Đây, căng đầy đủ quý vị nhé, đây căng đầy đủ. Đây, một cái căng này nó hơi bị một tí vết rách ở đây nha, ít thôi, không quý vị cần thì có thể căng lại hoặc là dùng cũng được. Này, nhưng mà thông thường em thấy là quý vị về thì cũng toàn bỏ ra nhìn cho đẹp, nhìn
nhìn cái noa, ngắm cái noa cho nó thích, chứ còn nhìn mỗi cái tấm vải thì cũng cũng chả khoái lắm. Đấy, nói thật là quý vị về thường hay bỏ cái này đi, bỏ ra để cũng ngắm ở trong, còn cái này chỉ tác dụng che bụi thôi. Đây con này nhá, con này bên em, con này như phiên bản đặc biệt này nhá, phiên bản này có giá của nó là 3.290.000 đồng nhá, 3.290.000 đồng. Ai em xin lỗi, em nhầm, con này là 3.450.000 nhé, 3.450.000. Con bên Xina này là 3.390 nhé, xin lỗi, thì nó hai cái con nó ngay sát nhau nên mình hơi nhầm giá một tí. Đấy, 3.450.000 đồng nha. Đấy, con V7 này thì là nó sẽ có cả tịnh bát tép nhá, đầy đủ tịnh bát tép này, quý vị xem, chỉnh bát tịnh tép đầy đủ hết nhá, chỉnh bát tép đầy đủ luôn, và đấy nên là rất là tuyệt vời nhá, hơn hẳn những cái con khác. Đấy. Đây. Tiếp theo là con Xina. Xina chắc em không phải quảng cáo nhiều nữa vì em đã từng về một con, em đã nói về cái độ hiếm của con này rồi. Đấy. Thường thường thì cục rẻ mãi bên em rất là nhiều. Đấy. Về thường xuyên liên tục luôn, nhưng để về được cả nó Xina thì nó rất ít luôn. Đấy. Về hàng rất ít về. Đấy. Hoặc là về nó, hoặc là về cục, rất ít khi về được cả một bộ như này. Đấy. Quý vị nhá. Đấy thì là những con Xina như này rất đáng sưu tầm, đặc biệt là khi mà nó là cùng combo như này. Đấy. Thì con này giá của nó vẫn đúng ra là giá của nó là nên là 3.390.000 đồng rồi, nhưng mà thôi thì là nó cũng lên một tí xíu thì bên em vẫn sẽ cố gắng bình ổn giá cho quý vị nhé, vẫn để cho quý vị là 3.290.000 đồng nhé. Đấy. Đấy. 3.290.000 đồng con Xina này nhé. Đây, con Xina này thì kích thước nó như sau này. Đấy nhá. Kích thước này thì tương đối đấy nhá, vì em lần bày nó cũng đang có một khoảng cách nhất định để cho đẹp. Đây, 56cm, 57cm là chiều ngang nhá. Chiều cao của dàn này, chiều cao của dàn này, đấy, 27,5 nhá, 27,5. Và chiều sâu của loa là đi 23 nhá, 23cm. Đây căng đầy đủ nhá, đây căng đầy đủ này, đây căng vẫn đầy đủ đây nhá, cục đây, cục nó đây nhá. Về cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy, bọn V7 bọn Xina đều có thêm một cái cổng này nhé, gọi là cổng Borsesso, để khi nào mà quý vị cần, quý vị có thể đấu thêm equalizer vào đây để cải thiện thêm âm thanh. Đấy, rất là hay. Đấy. Xina nhé. Đấy. Mặt mũi các còn rất đẹp nhé. Đấy. Đấy, màn hình vẫn rất ok luôn. Đấy. Điện đó nó vẫn sáng trưng nhé. Đấy. Ok nhé. X9A nha, X9A này 3.290.000 đồng quý vị nha. Đấy thì là mọi thông tin chi tiết về ba bộ âm thanh này, quý vị liên hệ bên em theo số điện thoại là 0966 594581 nhé. Và vừa rồi thì em có quên đo cái kích thước của con BG33 MG35NT này, thì bây giờ em sẽ đo lại cho quý vị nhé. MG35NT này sẽ đo thêm cho quý vị, cho quý vị nắm được luôn. Đấy, chiều ngang của nó 57cm, chiều sâu của nó là đi 35cm, 35cm đây. Chiều cao của loa là đi 27cm đấy nhá. Vâng. Thì là con này nhá, con này em xin đọc lại giá nhé. Con này là 4.190.000 đồng này, MG35NT đến nâu này. Phiên bản V7, phiên bản là kỷ niệm 20 hay 30 năm hay 40 năm gì đấy không nhớ chính xác nhá, thì là nhưng chắc là phải 3 40 năm gì đấy, chứ còn 10 năm thì không phải. Con V7 này nhá, V7 phiên bản này là 3.390.000 đồng đi nhá, 3.390.000 đồng cho nó thoải mái nhé, 3.450 nghe nó hơi đẹp. Đây, con này là 3.290.000 đồng nhá. Vâng, đấy. Thì là quý vị ai có nhu cầu mua ba bộ dàn này liên hệ bên em nhé, 0966 59581. Đây địa chỉ, đây địa chỉ và số điện thoại cửa hàng đây. Này. Địa chỉ tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Và số điện thoại là 0966 594581 nhé. Vâng, em xin cảm ơn quý vị đã xem cái video này, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé. Và quý vị nếu ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh đi, để là khi có những cái sản phẩm hàng mới về thì quý vị sẽ cập nhật ngay được thông tin về nó nhé. Vâng, em xin chào mọi người ạ.